Mời các bạn đến với kèo bao an nha các bạn. Trận đối đầu giữa Trí Lé và Cui. Bên đây lưới biên phải Trung, biên trái Trí và chuyền hai là Liêm. Phía bên kia lưới biên phải Cui, biên trái Thương và chuyền hai là Tấn Hai. Điểm hiện tại là 1-0 như vậy Trí. Pha bóng không qua lưới. Điểm 1 đều. Đỡ 1 hỏng. Điểm 2 1. Chấm bóng chạm lưới đánh bóng chạm tay trắng ra ngoài. Điểm 2 đều. Điểm 3-2. Điểm 3 đều. Bỏ bóng tốt. Điểm 4-3. Quá đẹp. Điểm 4 đều. Và cắt bóng của Thương nha các bạn. Thương bến cầu. Điểm 5-4. Chắn bóng tốt. Điểm 6-4. Bóng không qua lưới. Điểm 5-6. Phát bóng ngoài. Điểm 7-5. Điểm 6-7. Rồi, tiếp luôn.
Điểm 8, 6. Trong bóng thành công của cô nha các bạn. Điểm điểm 9, 6. Điểm 7, 9. Chuyền bóng lỗi kỹ thuật. Điểm 10, 7. Bỏ bóng tốt. Hai cơ hội luôn, nãy nó gắt ta 2 điểm. Điểm 8, 10. Đội bóng dội tay trắng ra ngoài. Điểm 11, 8. Gỡ ống tốt. Điểm 9, 11. Điểm 10, 11. Thả nhỏ nữa coi. Kết thúc.